Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của DG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đấu phá thương khung phần 5 tập 112 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Ở trong Diệp Thành, mọi người kinh ngạc trước hàn khí từ những bóng trắng làm nhiệt độ giảm xuống, khiến tuyết rơi nặng hạt hơn. Đám đông thắc mắc liệu rằng băng Hà Cốc đang nhắm đến Diệp Sa hay là chỉ tình cờ ghé qua. Sự xuất hiện của đại quân băng Hà Cốc tạo ra một bức tường hàn khí quanh Diệp Thành, không ai ra vào được cả. Một giọng nói già nua yêu cầu Diệp Sa giao nộp ách nàng độc nữ, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, người ở trong thành hiểu ra mục tiêu của băng Hà Cốc chỉ là ách nàng độc nữ đang ẩn náu tại Diệp Sa, khiến mọi người bớt lo lắng vì họ chỉ cần tránh xa Diệp Sa mà thôi. Một nhóm người của băng Hà Cốc đứng đầu là Thiên Xà và một lão giả áo trắng đầy kiên kỵ xuất hiện ở trên không trung, khiến dân chúng ở trong thành hoảng sợ. Họ nhận ra các nhân vật quyền lực của băng Hà Cốc đã đích thân đến Diệp Thành. Sự kiện này gây náo loạn cả trong Diệp Sa, đặc biệt là Diệp Trọng và các trưởng lão, ai nấy đều lo lắng trước tình hình nguy cấp. Diệp Trọng kinh hoàng khi mà nhận ra sự hiện diện của Thiên Xà và Thiên Sương Tử, hai nhân vật đủ sức hủy diệt Diệp Sa. Khi mà được hỏi về ách nàng độc nữ, Diệp Trọng và các trưởng lão nhận ra rằng đám người Tiêu Viêm có liên quan. Thiên Hòa Tôn Giả thì trấn an mọi người, thế nhưng Diệp Sa vẫn bị kẹp giữa hai thế lực mạnh mẽ. Thiên Sương Tử yêu cầu Thiên Hòa Tôn Giả không can thiệp vào cuộc truy bắt ách nàng độc nữ, thế nhưng Thiên Hòa Tôn Giả từ chối. Thiên Xà tìm Tiêu Viêm để trả thù, thế nhưng Tiêu Viêm bình tĩnh đối mặt. Khi mà Thiên Xà chuẩn bị tấn công, một mảnh hắc vụ từ hồn điện xuất hiện và một hộ pháp hồn điện yêu cầu bắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhớ lại sự thù hận với hồn điện, bùng nổ sát khí khi mà đối diện với vụ hộ pháp. Cảm nhận được sát ý bộc phát từ Tiêu Viêm, mọi người trong thành kinh ngạc nhìn hắn. Thiên Xà thì ngạc nhiên nhận ra Tiêu Viêm có ân oán với hồn điện. Vụ hộ pháp thì cười lạnh chế nhạo Tiêu Viêm vì dựa vào sức mạnh bên ngoài. Tiêu Viêm kìm nén sát ý, gọi địa yêu khôi đối đầu với vụ hộ pháp. Thiên Xà cũng đề nghị với vụ hộ pháp là sẽ giúp đỡ, giảm bớt áp lực cho hắn ta. Tiêu Viêm thì cảnh giác nhận thấy vụ hộ pháp mạnh hơn trước, thế nhưng quyết tâm trả thù cho Dược Lão. Vụ hộ pháp chế nhau đe dọa sẽ đưa Tiêu Viêm gặp lại Dược Lão trong đau khổ. Tiêu Viêm triệu hồi Huyền Trọng Xích quyết tâm giết chết vụ hộ pháp để báo thù. Vụ hộ pháp thì cười lánh, kích hoàn hắc phụ và xiềng xích bắn chúng ra như là tia chớp về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giữ chặt Trọng Xích bước tới, ánh mắt không dao động. Một tia hắc sắc thiểm điện xuyên thấu không gian lao đi như là tia chớp. Tiếng va chạm kim loại vang lên khi mà hai bên giao đấu. Hỏa diễm xanh biếc quanh quẩn phía trên Trọng Xích, cổ tay của Tiêu Viêm vừa động, Trọng Xích mang theo hỏa diễm nóng bỏng hung hăng chém lên trên xiềng xích, mà dưới nhiệt độ của lưu ly liên thông hỏa, xiềng xích quanh hắc vụ nhất thời bị hòa tan. Cảm nhận được cự lực từ xiềng xích truyền tới, trong lòng của vụ pháp hơi hoảng sợ, liền cười lạnh một tiếng, 10 ngón tay kết ấn ra một đạo tàng ảnh. Sau đó chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió khúc khích truyền ra, gần 10 đạo hắc sắc xiềng xích từ trong cơ thể lướt ra dữ dội, ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường mâu xiềng xích khổng lồ màu đen. Quát nhẹ một tiếng, thanh trường mâu xiềng xích khổng lồ màu đen đang lượn lờ quanh hắc vụ quỷ dị nồng đậm kia nhanh như tia chớp lướt đi, sau đó chật lóe lên liền biến mất. Ngay khi trường mâu xiềng xích màu đen kia biến mất, con ngươi của Tiêu Viêm hơi co lại, bàn chân lùi về sau vài bước, Trọng Xích đột nhiên vẽ lên một đường cong huyền dị, chính là lục hợp du thân xích lục hợp hóa. Tăng ảnh hiện ra, Trọng Xích đột nhiên huy động, một đóa hỏa mang xuất hiện ở đỉnh thước hóa thành mũi thương nhọn hoắt gào thét phá ra. Mũi thương nhọn hoắt vừa mới rời thước, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, trường mâu xiềng xích khổng lồ phá không mà hiện ra, mang theo kình phong đáng sợ, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hung hăng cùng với mũi thước bén nhọn kia và chạm vào nhau. Gào một tiếng động kinh thiên cực lớn vang lên, một vòng tròn năng lượng bàng bạc khuếch tán ra, ngân mang dưới chân của Tiêu Viêm chớp động cấp tốc lùi về phía sau. Vụ hộ pháp chế giễu Tiêu Viêm, cho rằng với thực lực chỉ nhị tinh đấu tông, Tiêu Viêm không thể nào chống lại hắn. Vụ hộ pháp tung ra 10 đạo xiềng xích đen tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng Trọng Xích để phòng ngự, thế nhưng mà phòng ngự của anh dần yếu đi dưới sức mạnh của đối thủ. Thiên Xà cũng khinh thường Tiêu Viêm. Tuy nhiên Tiêu Viêm không bối rối, anh sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến để tăng sức mạnh, khiến vụ hộ pháp và Thiên Xà bất ngờ. Vụ hộ pháp lúc này vẫn coi thường, thế nhưng khi Tiêu Viêm tiếp tục thi triển đệ nhị biến và đệ tam biến của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, sức mạnh của anh tăng lên đáng kể, làm cho cả hai đối thủ phải lo lắng. Tiêu Viêm sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến khiến cơ thể bùng phát luồng hỏa diễm màu trắng, làm không gian xung quanh rung chuyển. Hắn cảm nhận năng lượng cuồng bạo từ bao loại dị hỏa đồng thời phóng thích ra, khiến cơ thể gặp khó khăn thế nhưng dần thích nghi. Tiêu Viêm khâm phục sức mạnh của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và cảm thấy may mắn vì cơ thể đã được rèn luyện, giúp hắn chịu đựng và kiểm soát được năng lượng cuồng bạo này. Sức mạnh của Tiêu Viêm tăng lên đáng kể, dự đoán đã đạt tới thất tinh đấu tông, làm cho Thiên Hỏa Tôn Giả và Thiên Sương Tử phải chú ý. Thiên Sương Tử không để tâm đến Tiêu Viêm, cho rằng chỉ cần không đột phá đến đấu tôn thì Tiêu Viêm không thể nào uy hiếp được hắn. Tiêu Viêm thì quyết tâm tiêu diệt vụ hộ pháp và triển khai chiến đấu. Vụ hộ pháp triệu hồi ra bách hồn tỏa thiên mãng, tạo ra một đại hắc mãng quỷ dị tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm phản công bằng diễm phân phệ lãng xích và lục hợp du thân xích, làm hắc mãng tổn thương. Khi mà hắc mãng phản kích, Tiêu Viêm tạo ra hỏa cháo bảo vệ hóa giải công kích của hắc mãng. Sau đó Tiêu Viêm chuẩn bị tung ra chiêu khai sơn ấn, thủ ấn mạnh mẽ, ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh như băng, tả trưởng đánh ra mang theo lực lượng cường hãn hung hăng đánh vào trán của hắc mãng.
Một chưởng đánh xuống trên trán của Hắc Mãng làm phần lớn xiềng xích nổ tung, vô số hàn khí bắn ra. Thu tà trưởng, hữu trưởng Thiếu Viêm lại lập tức xuất ra, chính là phiên hải ấn. Tà trưởng khai sơn, hữu trưởng phiên hải, băng và thiên hỏa tam huyền biến để tăng phúc thực lực tăng lên một cách khủng bố. Hai quyết của đế ấn quyết trực tiếp được Thiếu Viêm thi triển ra một cách lộ hỏa thuần thanh. Nếu như Huân Nhi nhìn thấy chắc chắn cũng không tránh khỏi một phen kinh hãi. Phiên hải ấn mang theo hấp lực kinh người, dưới vô số ánh mắt khiếp sợ của mọi người hung hăng oanh kích trên đỉnh đầu của Cự Mãng. Thân thể khổng lồ của Cự Mãng chậm rãi nát bấy, hóa thành vô số xiềng xích bị đoạn gãy và phát ra những tiếng thét thê lương trước khi mà nổ tung. Vũ Hộ Pháp kinh ngạc và không tin vào mắt của mình, nhìn thấy Tiêu Viêm đứng ngang nhiên ở giữa không trung sau khi phá hủy Cự Mãng. Ở giữa không trung, Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Vũ Hộ Pháp với một nụ cười dữ tợn và một đóa hỏa liên trên tay. Anh tuyên bố sẽ trả thù cho lão sư, phóng hỏa liên nhanh như chớp vào thân thể Vũ Hộ Pháp, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang vọng trời đất, tạo ra biển lửa cuồng bão khiến cho nhiệt độ tăng cao, làm ấm cả Diệp Thành. Ngọn lửa cuồn cuộn thu hút ánh nhìn của nhiều người, và trong vài phút Tiêu Viêm xuất hiện, dùng một chiêu hoàn mỹ để đảo ngược tình thế bất lợi. Tiêu Viêm với thực lực nhị tinh đấu tông đã đánh bại Vũ Hộ Pháp bát tinh đấu tông, gây kinh ngạc cho tất cả mọi người. Nhóm thiên xà kinh hãi trước sức mạnh của Tiêu Viêm, quyết định không để hắn sống sót vì lo sợ tương lai hắn sẽ trở thành mối họa lớn. Những người trong Diệp gia, đặc biệt là Diệp Trọng, ngạc nhiên trước sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Viêm. Ở trên bầu trời, khi mà sóng lửa tan, mọi người thấy Tiêu Viêm vẫn đứng vững mà không bị thương. Đối diện là Vũ Hộ Pháp bị Tiêu Xiển Hắc Phụ bảo vệ và hiện ra dưới dạng linh hồn thể. Mặc dù thua, Vũ Hộ Pháp vẫn không cam lòng và quyết định báo cáo về hồn điện để cầu viện trợ thêm. Khi mà Vũ Hộ Pháp lùi lại, Tiêu Viêm xuất hiện và tấn công với hỏa diễm xanh, khiến không gian xung quanh dao động. Sau khi mất đi Hắc Vụ bảo vệ, Vũ Hộ Pháp cảm thấy nguy hiểm và nhanh chóng lùi lại. Thế nhưng Tiêu Viêm tiếp tục truy đuổi và tấn công mạnh mẽ, gây thương tích nghiêm trọng cho Vũ Hộ Pháp. Vũ Hộ Pháp cầu cứu Thiên Xà trưởng lão, người đã can thiệp vào đỡ đòn của Tiêu Viêm. Thiên Xà quyết định hợp lực với hai trưởng lão khác của Băng Hà Cốc để bắt Tiêu Viêm. Dù bị vây quanh, Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh và bắt đầu thi triển một tuyệt chiêu mạnh mẽ, chính là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, một đấu kỹ cực kỳ uy lực. Tiêu Viêm sử dụng Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp bằng cách triệu hồi ra 5 loại hỏa diễm, trong đó có Thâm Lam Hỏa Diễm, để tạo thành các hỏa linh mạnh mẽ như là Hỏa Lang, Hỏa Báo, Hỏa Sư, Hỏa Hổ và Hỏa Thuồng Luồng. Mặc dù không thể nào sử dụng tất cả 5 loại dị hỏa, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn thành công ngưng tụ ra 3 loại dị hỏa còn lại, tăng cường sức mạnh của kỹ năng này. Khi mà các hỏa linh xuất hiện, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, thu hút sự chú ý của mọi người. Thiên Hỏa Tôn Giả cảm thấy vui mừng khi mà thấy Tiêu Viêm đã đến trình độ cao trong việc thi triển đấu kỹ này. Thiên Hỏa Tôn Giả chỉ trích Băng Hà Công hành xử tùy tiện, thế nhưng mà Thiên Sương Tử lại cười, cho rằng kết quả quan trọng hơn quá trình. Hắn đánh giá cao Tiêu Viêm, thế nhưng tin rằng lần này Tiêu Viêm sẽ không may mắn. Thiên Sương Tử cùng với hai trưởng lão Băng Hà Cốc liên thủ dự định tấn công Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tôn Giả không phản ứng, cả hai đứng lặng giữa không trung chờ đợi. Tiêu Viêm triệu hồi ra 5 đầu hỏa linh, mỗi hỏa linh tỏa ra sức nóng làm không gian vặn vẹo. Khi mà bị tấn công, Tiêu Viêm phản công bằng cách kết hợp các hỏa linh thành một trận hình ngũ sắc, tạo ra một quang trận phức tạp bao phủ không gian. Ba người thiên xà bị kẹt bên trong quang trận, dù cố gắng thoát ra thế nhưng không thành công. Tiêu Viêm tự tin đối mặt với họ, sử dụng ngũ sắc hỏa diễm tạo ra một sức mạnh hủy diệt trong trận. Và là nội dung của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây và nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.